Hi, xin chào tất cả quý bà con, anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái quy trình mà mình kéo đọt cùng với bông sầu riêng là nó sẽ như thế nào để cho kịp. Cái thứ nhất á, khi mà bông sầu riêng nha, nó ra được khoảng tầm 3 cho đến 5 cm như thế này là mình bắt đầu vô nước. Đó, mình bắt đầu vô nước. Mình ở vùng đây là vùng đất đỏ thì mình sẽ vô nước đầu tiên là khoảng nửa tiếng đồng hồ. Đó, chính xác là nửa tiếng đồng hồ. Một nửa tiếng đồng hồ là bao nhiêu lít cho một cây, để cho các bạn tiện các bạn tính cho cái vườn của mình. Nó là một cái cây mà khoảng năm thứ 5, năm thứ 6 nó rơi vào khoảng 120 lít. Còn cái cây mà năm thứ 10 á thì nó sẽ rơi vào khoảng 220 lít. Đó là đối với cái bét của nhà mình. Thì mình sẽ vô nước cữ đầu tiên. Và cái cữ tiếp theo á là mình sẽ vô nước cách đó 3 ngày. Mình thì mình cứ 3 ngày tưới một lần nha các bạn. Thì 3 ngày sau bắt đầu vô nước lần thứ hai là mình sẽ tăng lên 1 tiếng. Và mình tăng lên 1 tiếng như thế thì mình sẽ tưới 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 tưới, tưới thuốc tuyến trùng nha các bạn, tưới thuốc nấm tuyến trùng. Tại vì sau khi một khoảng thời gian mà mình xiết nước để cho sầu riêng ra bông á thì cây sầu riêng của mình nó sẽ suy kiệt. Mình xiết nước khoảng từ 20 cho tới 30 ngày. Nó sẽ suy kiệt và nó sẽ sinh ra rất nhiều bệnh nấm. Thì mình sẽ tưới cho nó một cữ nấm. Đó là cái cữ thứ hai tưới 1 tiếng. Và cái cữ tiếp theo là mình sẽ tăng lên là 2 tiếng đồng hồ luôn. Là cữ thứ ba. Đó, sẽ xong. Xong bây giờ á, để mà các bạn nhớ được cái quy trình của mình thì mình sẽ chia làm 3 3 bước. Cái bước thứ nhất đó chính là rải phân dưới gốc. Cái bước thứ hai là trên lá mình xịt thuốc gì. Cái thứ ba là cái cách tưới như thế nào. Đó, thì bây giờ mình nói về cái cách mà mình bón phân trước nhá. Thì cái cữ thứ ba đó đó mình vẫn tưới bình thường, là mình tăng lên 2 tiếng. Rồi tới cái cữ thứ tư là mình bắt đầu vẫn tưới 2 tiếng. Và mình cái cữ thứ tư đó là mình sẽ tưới một lần dưỡng rễ, là mình tưới humic đó. Tiếp theo đó 3 ngày nữa là mình tới cái cữ thứ năm, đó là mình bắt đầu là mình vô phân nha. Cái cữ đầu tiên đó mình sẽ vô phân 30-10-10 là 500 g. Đó, ba cái cữ thứ năm là mình vô 30-10-10 là 500 g. Cái lần tiếp theo là cách đó 7 ngày là mình sẽ cho thêm 500 g 30-10-10 nữa. Và mình tiến hành sau ngày cái hôm mà mình bỏ phân 30 và 10 thì mình sẽ bắt đầu xịt trên lá là 30 10 10 và 10 ngày sau mình sẽ xịt 30 10 10. Đó. Và khi khi mà bông nó đạt trưởng thành cỡ như thế này. Khi mà bông nó đạt trưởng thành cỡ như thế này thì mình sẽ cho cái cây năm thứ 5, năm thứ 6 là mình sẽ cho 400 g ure sữa. Ure sữa bản chất của nó là canxi bo, canxi nitrat bo, nhưng mà trong ure sữa nó có tới 17 17 hơn 17% là đạm lận. Cho nên là ure sữa nó kéo đọt rất là tốt nha các bạn, bốc lắm, ra đọt rất là đẹp. Đó. Thì đó thì là hai lần bón phân 20 10 10 cách nhau 7 ngày. Mỗi một lần là bón 500 g. Đó, sau hai cái cữ đó là tới cái cữ ngày, ví dụ như là cái ngày đó mình cái cữ thứ hai là mình vừa mới bỏ phân 30 10 xong thì ngày hôm sau là mình sẽ tưới kích đọt liền. Tưới kích đọt ở trên đọt mình sẽ xịt 30 10 10. Đó, mình xịt 30 10 10. Lúc đó đọt nó chưa ra đâu nha các bạn. Đọt nó còn ngậm nha, là mình phải kích nha. Kích cho nó ra nha. Đó, thì sau cái lần kích đó khoảng cái chừng 10 ngày sau mình sẽ cho ure sữa. Đó, ure sữa thì lúc này á ở trong ure sữa nó có đạm cho nên là cái đọt nó ra rất là mạnh. Và mình không bao giờ trong mình làm theo cái phương pháp kéo đọt này á, thì không bao giờ là mình xịt canxi bo, bởi vì mình đã bỏ phân ure sữa đó là phân canxi bo rồi. Cho nên ở trên bông á là mình chỉ xịt bo thôi nha các bạn. Mình chỉ xịt bo, super bo. Đó, mình chỉ xịt bo. Chỉ xịt bo thôi là bông nó đã tốt rồi. Đó. Rồi, sau cái cữ mà mình xịt 30 10 đó
thì 7 ngày sau mình sẽ xịt thêm một lần 30 10 nữa. Đó. Đâu, 10 10 ngày sau mình bỏ ure sữa, nhầm, 10 ngày sau mình bỏ ure sữa, xong sau cái ure sữa đó mình kích đọt thêm 30 một 30 10 10 một lần nữa. Đó, đó là cái quy trình của mình thì nó sẽ ra đọt như thế này. Các bạn thấy đọt không? Ra rất ghê nhá. Đó. Đọt ra rất nhiều luôn. Đọt này là mình chưa xử lý gì hết. Mình chưa xử lý gì hết mà mình chưa xử lý già lá nha, là nó năm nay là mình làm dư kịp luôn, dư kịp bông xả nhụy luôn. Đó, bông nè. Bông này tầm mới chừng 10 ngày nữa. 10 ngày nữa là xả nhụy. 10 cho đến 15 ngày nữa là xả nhụy. Là coi như là mình không cần phải xử lý gì là nó dư kịp luôn. Đó, các bạn nắm nha. Cái này là mình phải làm rất là chi tiết và quyết liệt nhé. Muốn làm được cái quy trình kéo đọt của mình thì mình phải làm cho bông ra đồng loạt. Các bạn nhớ là phải làm bông cho ra đồng loạt nha. Thì kéo đọt nó mới đạt hiệu quả. Nếu bông mà ra lọt sọc rất là khó kéo đọt nha. Để làm cho bông ra đồng loạt thì mình sẽ làm một clip khác. Cái clip này mình chỉ chia sẻ về cách mình kéo đọt. Đó. Đó là cái cữ tưới thứ năm. Mình sẽ vô phân 30 10 10. Cách đó 7 ngày tiếp theo mình sẽ bỏ phân 30 10 10 lần thứ hai, mỗi một lần cho 500 g, tổng cộng là 1 kg 30 10. À, tổng cộng 2 lần bón là 1 kg 30 10 10. Cho cái cây là 10 năm. Còn cái cây năm thứ năm là mình cho lần thứ nhất là 400 g, lần thứ hai mình cho 400 g. Đó, mình giảm đi. Cây năm thứ năm, năm thứ sáu đó mình cho 400 g cây. Rồi, đó là bỏ phân dưới gốc. Và bỏ phân dưới gốc lần tiếp theo là cách đó 10 ngày là mình bỏ ure sữa. Rồi, còn xịt trên đọt là sau cái cữ bỏ phân 30 10 10 lần thứ hai là mình sẽ xịt ở trên lá đó, xịt vô trên lá 30 10 lần thứ nhất. Và sau cái cữ mà bỏ phân ure sữa mình sẽ xịt 30 10 lần thứ hai. Đó, cái cách của mình là mình cứ bỏ phân ngày hôm trước mình tưới thì ngày hôm sau là mình sẽ xịt, thì như vậy nó mới đạt hiệu quả rất là cao nha các bạn. Đấy, các bạn thấy đọt của mình nó ra rất là ghê nha. Đó, đọt nó ra nè, mình kéo nha, mình là mình chủ động kéo nha. Rồi, cái đó là phân và thuốc. Cái điều tiên quyết nhất để đọt ra đó là nước. Đối với mình là mình chỉ phân thuốc như thế thôi nhé. Còn cái điều thứ ba là cái điều quan trọng nhất, đó là nước. Nhất nước, nhì phân. Nước mình phải đi rất nhiều, phải gần như là ngang mùa mưa. Thì mình tưới như thế nào? Thì sau cái cữ mà mình bón phân cái cữ mà mình bón phân 30 10 lần thứ hai đó thì mình đã bắt đầu tăng lên 3 tiếng đồng hồ rồi. Thì đối với cái cây mà năm thứ 5, năm thứ 6 là mình tưới khoảng có chừng 800 lít nước. 3 ngày tưới một lần, tưới khoảng 800 lít nước, tưới thật đẫm nha, tưới đẫm đều, các bạn tưới hơn nó cũng được nữa. Nhưng mình tưới như vậy là nó ra đọt rồi. Và đối với cây 10 năm là mình phải tưới 1.000 lít nước. Đó. Đối với cây năm thứ 5, năm thứ 6 mình phải tưới 800 lít nước. 3 ngày tưới một lần, còn cái cây 10 năm là mình tưới 1.000 lít nước. 3 ngày tưới một lần. Đây, cây này cây mình 12 năm này. Đấy, mình cũng tưới như vậy đó, 3 ngày tưới lần, 1.000 lít nước. Nhất nước nhì phân, mình phải tưới nước làm sao ngang mùa mưa hoặc là phải còn hơn mùa mưa, phải dư nước luôn thì đọt nó mới ra được. Sau khi mà bông nó ra đều rồi đó thì mình đừng mình lúc đó là mình không bao giờ mình quan trọng bông nữa các bạn. Mình lúc đó mình chỉ tập trung vô kéo đọt thôi, bởi vì bông nó đã ra rồi thì khó mà rụng lắm. Mình làm chưa bao giờ mà mình thấy nó bị rụng với một cái mức độ mà ghê hết. Nó vẫn ra bình thường nè, bông rồi nó ra nè, mình tưới nước cỡ đó, mình bỏ phân cỡ đó, bông nó mập mà nó to chứ nó không có bị rụng gì hết. Rụng là có nha, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là ít. Rụng bông, khô bông ai làm sầu riêng cũng phải có hết, nhưng mà cái tỷ lệ nó rất là ít. Đó. Đó, bây giờ là mình kéo đọt kịp như thế này nè là mình ngủ ngon luôn. Mình chỉ chờ cho tới nó xả nhụy thôi chứ mình đâu cần phải xử lý gì hết đâu. Rồi, bây giờ đây là ri nhá. Bây giờ qua thái nè.
Tí nữa mà mình sẽ chỉ cho các bạn cách xử lý làm sao cho lá lá nó sẽ già mau mà cực kỳ rẻ tiền luôn, mình chẳng cần làm gì mà phức tạp hết, làm theo cách của mình thì mình làm rất rẻ tiền. Đó. Đây, đối với cây thái bông nó như thế này nè, bạn thấy không, bông này nó nhỏ quá, bông như thế này mà các bạn nhìn đọt nè, thái nó rất dễ đi đọt nhá, thái là mình kéo nó dễ hơn ri nha, thái là lúc nào đi đọt nó cũng dễ hơn hết đó. Các bạn làm theo cái cách của mình là nó ra đọt như vậy nè, nó y như vậy, ra thái với ri làm y như nhau. Nhưng mà đặc biệt nha, mình lưu ý với các bạn nè, đối với cái thằng ri đó là các bạn phải làm sao cho đó, như 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 nãy mình cho các bạn coi đó, ri nó phải làm sao như cái đọt như thế thì nó mới kịp nha, nó mới kịp sổ nhụy nha, tại vì thằng ri á nó sẽ khó chịu, nó sẽ dễ đậu hơn thằng thái nhưng mà nó sẽ khó chịu hơn ở cái chỗ như thế này nè. Đây, mình ví dụ nhé, cái đọt mà đây còn như vậy mà bắt đầu xả nhụy là thằng ri nó rụng ghê lắm nha, thằng ri nó rụng ghê lắm nha, nhưng mà thằng thái nó không rụng, nhưng mà thằng ri ấy là mà đọt nó đi như thế này là rụng ghê lắm nha, tại vì ấy, cái tỷ lệ mà nó còn như thế này của mình này nó chỉ còn khoảng chừng 1%, 10% mà ít lắm, đa số là nó đã mở hết rồi từ trên ngọn xuống rồi, còn cái phần trăm này ấy, nó quá ít, không ảnh hưởng nha các bạn, đây, phần trăm này nó quá ít, nó còn quá ít ở dưới này là không ảnh hưởng nha, ở trên này nó mở hết rồi, còn trong kia đã xả nhụy đâu, còn tầm 10 15 ngày nữa là dư rồi. Dư để xả nhụy. Thì thằng ri là khi mà xả nhụy đọt phải như thế này nha các bạn. Đọt phải như thế này thì mới kịp nha. Thì thằng ri nó xả nhụy nó không rụng nha. Còn thằng thái nó khác. Thằng thái ấy, mình làm mấy năm nay rồi. Đặc biệt một cái là nó xả nhụy xong nó không rụng nhá. Khi nào mà nó chạy trái khoảng bằng chừng ngón cái này, bằng đầu ngón cái này, khi nào mà trái sầu riêng nó xả nhụy xong, sầu riêng thái đó nó xả nhụy xong mà nó chạy trái bằng đầu ngón cái này nó mới rụng, tí mình sẽ cho các bạn coi nó không rụng như thế nào. Đây là đọt đó, còn đây là bông. Rồi bây giờ nếu như mà sầu riêng như vậy là mình vẫn còn kịp nhá, như vậy là vẫn kịp nhá, dư luôn nhá, kịp đủ luôn, tại vì từ khi mà nó ra cái này nè cho tới lúc mà nó mở hết lá đó nó chỉ rơi vào tầm mới chừng 7 ngày, à 7 tới 10 ngày là mở hết rồi đó, 7 tới 10 ngày là mở hết như vậy nè đó, nó mở nhanh lắm, khi mà lá đọt mà nó đã đi được như thế này nè là nó mở nhanh lắm nha các bạn, là kịp nha. Còn đây nè, còn nếu mà như thế nào là để mình cho các bạn coi. Còn nếu mà bây giờ sầu riêng mà đang xả nhụy mà đọt nó như thế này, đang xả nhụy nha, đọt như thế này là mình buộc phải xịt cho già lá mau nhá. Thì cái cách của mình xịt già lá mau là mình xịt 7544 25 ngàn một gói của Hợp Chí. Mình pha 3 gói 2 phi. Đó, 3 gói 2 phi, chỉ 25 ngàn một gói của Hợp Chí. Các bạn mua ở đâu mình không biết nhưng mà mình mua chỉ có 25 ngàn một gói thôi. 7544 của Hợp Chí, cứ 3 gói 2 phi. Xịt vô cách nhau 3 ngày, xịt một lần. Cách nhau 3 ngày xịt một lần là mình đảm bảo với các bạn là nó cực kỳ mau già lá, mà cái 7544 nó đậu trái hay lắm, xịt ngoài lá bên trong nó đậu trái hay lắm, nó đậu trái ghê lắm các bạn ạ. Đấy, mình làm đơn giản thôi nha, nó rẻ tiền lắm, nó không có phải phức tạp gì mà mắc tiền đâu, đó là cái cách làm của mình đó. 25 ngàn một gói của Hợp Chí mà mình cứ 3 gói 2 phi pha vô xịt già lá mau đấy, rất rẻ tiền, hiệu quả. Rồi bây giờ mình sẽ đi cho các bạn coi cái cây mà nó đã xả nhụy rồi mà bây giờ lá bắt đầu đang mở. Nó không rụng nha. Thằng Thái đó nó hay hơn ở cái chỗ đó, là khi xả nhụy xong mà đọt vẫn còn đang mở là nó không rụng. Hay vậy á. Khi nào mà sầu riêng Thái bắt đầu nó chạy trái lên bằng đầu ngón cái mà lá còn đang mở thì lúc đó nó mới rụng. Thằng Thái nó hay như vậy đó. Mình thì mình làm theo cái cách của mình thì mình thấy vậy nó chẳng chẳng bị rụng gì cả. Làm nhiều rồi. Mấy năm nay rồi. Thằng Thái á, thì khi xả nhụy xong nó rất dễ đậu nhé. Nó đậu rất là nhiều, đậu rất là sai.
Nhưng mà lúc sau ấy, thằng Thái nó rụng ghê lắm. Thằng Thái bắt đầu nó chạy trái lên bằng cái trứng ngón cái, với lại bằng quả trứng cút, trứng gà ấy, là rụng. Nó rụng ghê lắm các bạn ạ, rụng xám hồn luôn á. Nhưng mà còn thằng Ri ấy, ban đầu ấy, lúc mà sổ nhị sang bắt đầu nó rụng nha. Nhưng mà nó đậu được rồi, nó đậu rất là ghê, nó đậu dính luôn á. Ri ấy, nó đậu, đậu dữ lắm. Rụng ban đầu nhưng mà đậu lúc sau đối với thằng Ri. Thằng Thái ấy, thì đậu ban đầu, nhưng mà lúc sau lại rụng. À, hay vậy. Đó, thì bây giờ mình cho các bạn xem thử ở cái cây mà mình nói nè. Đây, lá đang mở, lá mở hết nè, lá đang mở hết rồi nè. Đây, đây lá đang mở hết rồi nè, đang mở hết nhé, đang mở, lá đang mở, đây, đang là mở chưa lụa nữa, đang gần lụa thôi, chưa lụa nữa. Nhưng mà sầu riêng xả nhụy nè. Đó, nó xả nhụy nè. Đâu đã rụng đâu. Nè. Đâu đã rụng đâu. Mình vẫn còn đang tưới hai hai cái lúc này là mình đang tưới 2 tiếng rưỡi đồng hồ nha, mình giảm rồi. Mình giảm rồi. Đó. Tưới 2 tiếng rưỡi đồng hồ nha. Đấy, đậu à. Vẫn đậu bình thường nhá. Vẫn đậu bình thường nhá. Mà đọt nè. Như vậy à, vẫn kịp nhá. Đọt nè, vẫn kịp nhá. Dư sức kịp luôn. Đấy. Nó vẫn đang mở nè, vẫn còn đang mở nè, chưa rụng đâu. Đó, nó chưa rụng đâu các bạn ạ. Nè, đọt nè. Khi nào mà nó chạy trái, nó rụng khi nào? Khi mà lá như thế này mà trái đang bằng quả trứng trứng cút á. Mình nói rụng không còn quả nào. Rụng ghê lắm, nếu mà quả bằng trứng cút mà lá như thế này là rụng, rụng chết luôn nha các bạn. Phải xử lý kỹ nha. Đấy, lúc đấy là phải sử dụng biện pháp mạnh. Còn mình thì thường là cứ làm theo cái quy trình của mình thì mình kéo đọt nó cứ kịp thôi, mình kéo đọt nó cứ mình làm, tại vì mình làm từ đầu, mình làm theo một cái ba rem như thế thì kiểu gì mình làm nó cũng kịp hết. Các bạn cho phân, các bạn xịt thuốc, các bạn tưới đẫm như thế, nếu mà cây nó không ra chỉ cây nó suy thôi, cây suy thì mời may ra thì cây nó bị bộ rễ nó bị hư thì đọt nó mới không ra thôi, chứ còn mình làm như vậy là ra đọt đẹp lắm nha các bạn. Đó. Đọt nó ra đẹp lắm, ra đều hết à. Đọt nó ra nè, mà bông nè. À đúng rồi, mình quên. Khi kéo đọt, chắc chắn các bạn sẽ bị trường hợp là bông lá như thế này. Đâu có vấn đề gì đâu. Một là lặt lá đi, hai là bạn dư bông quá mình bạn lặt luôn chùm đi. Lặt cái lá đi thôi, không bị sao đâu nhá. Đây nè. Bạn kéo đọt á, bạn hay bị cái tình trạng bông lá lắm này. Đó, bạn lật cái lá bạn bỏ đi. Đó, bạn cứ bật lật lá này bạn bỏ đi nè. Không vấn đề nhá, vẫn động như thường nhá. Nè, lá nè. Đâu có gì đâu, động như bình thường. Bỏ đi, nếu dư bông thì lật luôn chùm bông bỏ đi. Đó. Bông thái nè. Nè các bạn thấy nè, bông thái nè. Nó thấy to không? Nó đâu có rụng bông đâu. Mình kéo đọt nó đâu có rụng bông đâu. Bông nó còn to nữa, mình cho phân 30 10 mình xịt 30 10 mình kéo đọt vào bông à. Ure sữa nữa. Đấy, cái quan trọng nhất là có cái ure sữa ấy. Cái này bông này mình chỉ dưỡng bò thôi nhá. Này, mình chuẩn bị xịt ba mình chuẩn bị xịt super bo một lần nữa này để cho nó tạo phấn này. Xịt super bo một lần nữa để tạo phấn. Tạo phấn nhiều để cho nó đậu đậu trái cho tốt nha. Mình cũng đi thụ phấn nữa, thụ phấn bổ sung nữa. Đấy, đọt đọt này nó đang mở ra hết rồi này. Đấy, đọt đang bắt đầu mở hết rồi này, dư nha các bạn. Mấy cái đọt này nó đang mở hết rồi nè. Năm nào cũng thế, mình cũng kéo đọt hết. Đấy, mình đi mấy cây khác cho các bạn xem. Rồi, chuẩn bị mình đúng rồi, mình nói là chuẩn bị là mình bỏ phân gì nữa nhá. Bây giờ giai đoạn này mình bỏ phân gì? Đó, đọt nè. Đó, đọt nè, ra ghê không? Đọt nè, ra ghê không? Mình chưa xử lý gì đâu nha. Chưa xử lý 7544 nữa nha. Và bông nè, chủng này mình chưa tỉa nữa nè. Không có thời gian. Tí nữa mình đi mình tỉa bớt đi. Đây nè. Bữa mình tỉa rồi ấy chứ. Mà này nó ra quá trời luôn. Đấy, bông ghê lắm. Kéo đọt như vậy ấy,
là cái mình mà kéo đọt được cùng với bông như vậy các bạn. Thật sự mình ngủ ngon lắm các bạn ơi. Nó đậu trái ngon lắm. Mình không phải sợ phải chặt đọt, mình cũng không phải sợ ra đọt, bởi vì đọt nó đâu mà ra. Đọt đâu ra nữa mà ra. Nó ra rồi mà. Thì chẳng có cái cớ gì mà đọt ra được nữa, đâu ra nữa mà nhiều đọt thế. Nhiều đọt ra thế. Thì đây, hôm qua, bởi vì nó chỉ còn tầm 10 cho tới 15 ngày nữa xả nhụy, thì hôm qua mình bỏ phân 12, 11, 18 nha các bạn. Hôm qua mình bỏ phân 12, 11, 18. Và hôm do mình ra vựa phân đây nè. Mình bỏ cái phân này là phân 12, 12, 17. Thì nó tương tự 12, 11, 18 bởi vì ra vựa phân á. Và ra vựa phân nó họ không còn phân 12, 11, 18. Thì mình mua đãi phân 12, 12, 17. Để mình bỏ nha, cái hạt này nó hạt màu xanh da trời nè. Còn cái hạt 12, 11, 18 thì cái hạt nó là màu xanh lá cây. Đó, còn 10 bông như thế này là còn tầm 10 cho tới 15 ngày nó xả nhụy. 10, cái này chắc tầm 10 ngày thôi. Đó, thì mình bỏ phân 12, 11, 18 nữa là đẹp luôn nha các bạn. Coi như là đậu trái, coi như là cây này năm nay là coi như là hơi bị trúng nha các bạn. Mốt mình cập nhật tình hình vườn của mình cho các bạn coi nó trúng như thế nào. Năm nào mình cũng trúng hết, nên là chỉ là thời tiết nó quá khắc nghiệt thì nhiều khi nó làm giảm cái sản lượng của mình thôi, chứ còn mà thất thì cũng mình kéo đọt được như vậy thì cũng khó thất lắm nha các bạn. Đó, thì ai mà thích cái quy trình của mình thì cho mình xin một lượt đăng ký, rồi để lại một bình luận để cùng nhau chúng ta cùng nhau bàn luận, để mà mình cùng nhau làm ra một cái trái sầu riêng cho nó tốt nha các bạn. Rồi đăng ký kênh ủng hộ mình, rồi mình sẽ ra nhiều video khác để mình sẽ hướng dẫn đến cái quy trình của mình. Nếu mà ai thích làm theo quy trình của mình sẽ nói rất là chi tiết về quy trình của mình, rồi mình cùng nhau làm. Tại mình làm thành công rồi thì mình mới dám chia sẻ nha các bạn, chứ không mình làm tầm bậy tầm bạ mà mình chia sẻ ở đây rồi mọi người làm rồi không được nữa là chết nha. Mình phải bỏ ra mấy năm để mình làm cho nó, bao nhiêu năm rồi mình làm cho nó kinh nghiệm, cho nó dày dặn rồi thì mình mới dám chia sẻ cho các bạn. Đó, đây là cái quy trình mà mình chuẩn nhất, mình đã thử rất là nhiều kiểu rồi thì cái kiểu này là mình làm thấy là chuẩn nhất. Đó. Các bạn nhớ tưới nha. Cứ chỉ xịt thuốc và bón phân như thế thôi. Tổng cộng là 1 kg phân 30-10. Và cây năm thứ 5 thì năm thứ 5 thứ 6 thì mình chỉ có thêm 400g ure sữa. Còn năm cây năm thứ 10 thì mình thêm khoảng chừng 600-700g ure sữa nữa. Đó. Là coi như là xong. Còn kéo đọt thì cứ 30-10 mà kéo thôi, hai lần. Đó, mình chia sẻ rất kỹ nha. Các bạn xem và làm theo và tự tin mà làm. Và đặc biệt nhá, mình nói nha, làm theo cách của mình chắc chắn là ra bông lá nha. Tỷ lệ bông lá là có nha. Cho nên là mình bỏ đi nha, mình lặt cái lá mình bỏ đi nha. Còn hoặc nếu không lặt lá bỏ đi thì nếu mà dư bông thì lặt luôn cái chùm bỏ đi. Đó. Này, còn những cái này là không có lá nè. Nó cũng có chùm lá chùm không, chứ không phải là chùm nào cũng có lá. Rồi bông còn bông vẫn rất to như này, mấy cái bông lá như vậy nè. Bỏ đi, đâu có gì đâu. Đó. Bỏ hết đi. Cây này bỏ năm đầu mình ép cho ra tại sầu riêng. Mình cũng ép cho ra thôi, chứ còn thực chất là mình cây đã nghĩa phải để năm sau mới lấy quả nè. Đấy. Thì mấy cây mà mình ép ra thì mình kéo đọt cho nó khỏe nha. Đấy. Mình ép ra cái mình kéo đọt nó là nó khỏe thôi, có gì đâu. Rồi vậy nha các bạn. Rồi, nhớ ủng hộ mình bằng cách là cho mình xin một like, một bình luận, để lại một bình luận và đăng ký kênh giúp mình nhé. Thôi, mình xin chào tất cả các bạn. Chúc các bạn có một mùa sầu riêng thành công.